con đường về nhà của cư dân chung cư Lux Garden tại số 370 Vành Đai, Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh là một hành trình đầy nguy hiểm. Đường nhỏ hẹp, chật chội, hai bên là những hàng xe lớn, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn và nguy hiểm. Không chỉ vậy, con đường còn thiếu ánh sáng, đầy cỏ rác và bụi bẩn. Nhiều người dân chia sẻ, mỗi ngày đi ra đường mà cứ về đến nhà là mới biết là chắc ăn ông bà che chở mình, là đang còn về tới nhà chứ còn đi thì rất là nguy hiểm. Cô rất là sợ, gần 6 năm qua, hơn 2.000 cư dân chung cư Lux Garden phải đối mặt với hiểm nguy mỗi ngày để về chính căn nhà của mình. Thực sự là cô ở đây thì cũng gọi là từ đầu tiên khi mà có chung cư Á, thì là suốt ngày là đi đòi đường, một cư dân chia sẻ. Nhiều năm qua, tiếng nói của cư dân Lux Garden đòi đường vẫn tiếp diễn, nhưng đến nay vẫn chưa có hồi kết. Chung cư Lux Garden do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xây dựng địa ốc đất xanh, gọi tắt là công ty đất xanh, làm chủ đầu tư. Dự án đi vào hoạt động từ năm 2018. Theo thiết kế ban đầu, dự án có 3 tuyến đường là D8, D7 và N14. Trong đó, trên sổ hồng đường D8, D7 là đường D3 để kết nối với các trục giao thông khác trên địa bàn. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm chung cư đi vào hoạt động, đường N14 hiện đang bị chuyên dụng cho mục đích khác, còn đường D7 thì trong tình trạng cửa đóng then cài, rào cao chót vót. Để đi về mỗi ngày, cư dân chung cư Lux Garden hiện tại đang đi ké con đường D8. Đây là tuyến đường do doanh nghiệp tư nhân đầu tư 9 tỷ đồng để xây dựng từ năm 2008. Hiện tại, tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Cư dân Lux Garden, ánh đèn mờ ảo, chó dữ rình rập. Ánh đèn đường mờ ảo, cộng với nguy cơ va chạm với container di chuyển dày đặc khiến cuộc sống của cư dân tại khu chung cư Lux Garden, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, thêm phần bất an. Chưa hết, nỗi lo về chó dữ rình rập trên đường phố khiến người dân phải nơm nớp lo sợ mỗi khi ra ngoài. Đèn đường tối lắm, đi chung với container nguy hiểm, mà còn sợ chó dữ nữa, chị N.T.T, cư dân Lux Garden, chia sẻ. Chị T kể lại câu chuyện kinh hoàng của mình, khoảng 6 giờ tối, tôi chạy xe ra khỏi cổng chung cư thì bất ngờ bị ba con chó lao ra. Đường hẹp, xe của người dân dựng hai bên, tôi không tránh kịp nên ngã. May mắn là chỉ bị xây xước tay và đầu gối, chứ nếu té xuống đường thì nguy hiểm lắm. Theo phản ánh của cư dân, chó nuôi thả rông, không được kiểm soát, tiêm phòng dại là vấn đề nhức nhối tại khu vực này. Thời tiết nóng, chó chạy lung tung mà không ai quản lý, nếu bị cắn thì nguy hiểm lắm, ông H, V, H, cư dân Lux Garden, bức xúc. Để giải quyết vấn đề này, Ủy ban Nhân dân quận 7 đã có công văn số 7255 ngày 30 tháng 11 năm 2023 gửi Ban Quản trị chung cư Lux Garden. Ủy ban Nhân dân quận 7 giao cho Ủy ban Nhân dân phường PS, chưa rõ tên phường, phối hợp với Ban Quản trị chung cư để xử lý tình trạng chó thả rông và đảm bảo an ninh trật tự cho cư dân. Hơn 2.000 cư dân chung cư Lux Garden, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang sống trong bất an khi lối đi riêng của khu dân cư vẫn chưa được hoàn thiện. Theo phản ánh từ người dân, việc thiếu lối đi riêng khiến cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn, nhất là vào giờ cao điểm. Việc di chuyển vào ra khu vực này gặp nhiều trở ngại, thậm chí nguy hiểm. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận 7 cho biết, việc thực hiện tuyến đường này hiện vẫn chưa có đơn vị nào được giao làm chủ đầu tư. Quận 7 sẽ tiến hành ra soát trong thời gian tới, nếu có nhà đầu tư, sẽ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải để đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo quy định. Trong trường hợp chưa có đơn vị thực hiện dự án bằng vốn ngoại ngân sách, Ủy ban Nhân dân quận 7 giao Phòng Quản lý Đô thị phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực quận 7 và Sở Giao thông Vận tải để đề xuất đưa vào danh mục kiến nghị đầu tư công dùng vốn ngân sách. Trước đó, vào ngày 24 tháng 1 năm 2023, Ủy ban Nhân dân quận 7 đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư dự án là Công ty Đất Xanh thực thi trách nhiệm làm đường như đã cam kết. Tuy nhiên, đến ngày 25 tháng 5 năm 2023, chủ đầu tư Đất Xanh có văn bản trả lời Ủy ban Nhân dân quận 7, cho biết dự án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục. Cư dân Lux Garden vẫn mong chờ ngày lối đi được hoàn thành để cuộc sống của họ bớt đi những lo lắng, bất an. Hơn 2.000 cư dân chung cư Lux Garden tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với nguy hiểm khi di chuyển về nhà mỗi ngày. Con đường về nhà của họ là một tuyến đường nhỏ hẹp, chật chội, đầy cỏ rác và bụi bẩn. Không những vậy, đường còn thiếu ánh sáng, tiềm ẩn nguy cơ va chạm với xe container và chó dữ. Cư dân Lux Garden đã kiến nghị nhiều năm để đòi đường, nhưng đến nay vẫn chưa có hồi kết. Chung cư do công ty Đất Xanh làm chủ đầu tư, dự án được thiết kế với 3 tuyến đường, nhưng hiện tại chỉ còn duy nhất đường D8 do doanh nghiệp tư nhân đầu tư 9 tỷ đồng đang xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của cư dân. Cư dân Lux Garden mong muốn chính quyền địa phương và chủ đầu tư nhanh chóng giải quyết vấn đề này để đảm bảo an toàn cho họ.